Nhận định nào sau đây không đúng về nam châm? Đúng nam châm. Thứ nhất là mọi nam châm đều hút được sắt. Cái đúng này. Mọi nam châm khi cân bằng thì trục đều hướng theo phương Bắc Nam. Phương Bắc Nam. Cái này là sai nhá, là sai. Phải tùy từng tình huống thôi. Các cực cùng tên đẩy nhau thì không thể loại trừ được. Nam châm bao giờ cũng có hai cực chính xác. Vậy câu 1 là B bỏ. Câu 2, từ trường đều là có các đường sực từ. Từ trường đều có các đường sực từ song song một cách đều nhau. Câu 2 là D. Đấy, nó giống điện trường đều đấy. Câu 3, đường sực từ không có tính chất nào sau đây. Đường sực từ không có tính chất nào sau đây. Các đường sực từ chúng không bao giờ cắt được nhau. Đấy, không bao giờ cắt được nhau được nhỉ. Đấy. 3 là D. Chưa, 3D. Câu 4, nhận xét nào sau đây không đúng về cảm ứng từ. Đặc trưng về phương diện tác dụng lực từ đúng. Phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn mang dòng điện. Thực chất cái này sai này. Đấy. Chúng với hướng từ trường là đúng, đơn vị Tesla lại đúng này. Đấy, 4 là B bò. Chúng ta vào tiếp, đó là câu 5 đến câu 10. Câu 5, câu 10. Câu 5, lực từ tác dụng đến đoạn dây dẫn không phụ thuộc trực tiếp vào cái gì? Câu số 5, chúng ta có lực từ là F bằng B I L sin alpha, không phụ trực trực tiếp vào điện trở. Trong này không có điện trở thôi, được chưa nhỉ? Câu 6, một ống dây chiều dài L được quấn xiết nhau dòng điện I tại một điểm trong lòng ống dây cắm từ B. Đây là ống dây nhé, ống dây thì B sẽ bằng 4π nhân 10 mũ trừ 7 nhân với n y chia l 6b. B, được chưa? B. Câu số 7. Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với cái gì? Dây dẫn mang dòng điện sẽ tương tác với những cái gì liên quan từ trường và điện tích đứng yên liên quan điện trường 7C. Câu 8, hai dòng điện thẳng dài cách nhau 32 cm trong không khí. Cường độ dòng điện 1 là 5, cường độ 2 là 1, cùng chiều với I1, hai cùng chiều thì hút điểm M cách đều 2 giây. Cảm ứng từ tại M độ lớn là bao nhiêu? Cảm ứng từ độ lớn là bao nhiêu? Đây nó cho hai cùng chiều. Thì các em hình dung thế này này. Bây giờ nó hỏi cảm ứng từ, các em sẽ áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải nhé. Nắm bàn tay phải. Câu số 8 thầy vẽ nhanh ra đây này. Thì có hai dòng điện chiều này đây, cùng chiều đây. Đấy. Cùng chiều. Điểm M cách đều 2 giây và điểm M nó sẽ nằm ở cái đoạn trung điểm là nối giữa 2 giây. Đấy, trung điểm nối giữa 2 giây điểm M. Chưa? Wow. Đấy. Giả sử đây là I1. Giả sử đây là I2. I2. Thì kem áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải vào thì kem nhận thấy là ngón tay cái này, kem chú ý này, ngón tay cái là chiều dòng điện I1, chiều khung của bốn ngón tay thì chính là chiều của cảm ứng từ. Vậy rõ ràng là kem nhận thấy là B1 nó sẽ đi vào chỗ này. Theo B1 đi vào chỗ này tổng cộng. Và tương tự em B2 thì B2 lại là dấu chấm. Chấm, được chưa? Chấm. Đấy. Nhắc lại nhé, B1 là dấu cộng. B1 em áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải thì nhận thấy là B1 sẽ là đi vào và B2 sẽ đi ra. Chấm. Vậy hai cái ngược chiều nhau. Vậy xét về mặt độ lớn thì B sẽ bằng trị đối của B1 trừ B2. B1 trừ B2. Đấy. Và thầy nhóm 2 nhân 10 mũ trừ 7 ra bên ngoài. Bên trong nhóm cả R đi. R giống nhau phải có từ cách đều mà. Đấy, trên 0,16. 0,16. Và thầy sẽ lấy I1 trừ I2 tức là lấy 5 trừ 1. 5 trừ 1. Được chưa? A nhân 10 mũ trừ 7 trên 0,16 và thầy nhân đi 5 trừ 1 tức là nhân đi 4. 5 nhân 10 mũ trừ 6 Tesla, đáp án là B.
Câu 9 cho ống dây phải cắm từ bên trong ống dây. Thì ta có B bằng 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân N nhân I chia L. Chưa? Ống dây. Đấy, thì thầy có như sau. Thầy có là 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân với số vòng dây là nhân 100 chia chiều dài ống dây. Ống dây là chia cho các đổi giảm mét 0,5 nhân y là nhân với 0,318 8. Sao lại đoạn này nhỉ? Đây nhỉ? Pi nhân với 1 này. Bảy phẩy chín chín nhân 10 mũ trừ 5. 7,99 nhân 10 mũ trừ 5 gọi là 8 nhân 10 mũ trừ 5. Câu 9 là D nhá. Sắp xỉ. Câu số 10. Theo quy tắc bàn tay trái, lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện như thế nào? Thì thầy nhắc lại này. Đây là cắm từ B. B xuyên lòng bàn tay. Bốn ngón tay là chiều dòng điện và cứ lực là bàn tay trái. Cứ lực bàn tay trái. Đấy. B xuyên lòng bàn tay, tức là nếu mà hình vẽ trước mặt kem như thế này thì bàn tay kem úp xuống, cái lòng bàn tay úp xuống để nó xuyên lòng bàn tay, và bốn ngón tay duỗi thẳng theo chiều của y, và khi đó em sẽ được là chiều ngón tay cái nó sẽ hướng ra bên ngoài, là người ta biểu dấu chấm thì ép từ. Và nhớ luôn luôn trong mọi trường hợp là ép sẽ vuông góc với mặt phẳng chữ B và của y, trong mọi trường hợp chúng ta có cái này. Đấy. Câu 10 B. Được chưa nhỉ? B. Tiếp tục chúng ta vào câu số 11, 12. Alpha F bằng B I L sin alpha. Alpha. Đấy, thầy có F là 7,5 nhân 10 mũ trừ 2. Bây giờ sẽ chia xem góc là bao nhiêu, được nhỉ? Góc bao nhiêu? Thầy sẽ có góc là 7,5 nhân 10 mũ trừ 2 nhân chia chứ, sorry, chia b ở đây là b 0,5 0,5 nhân với y là nhân với 5 nhân l là 0,06 1/2 tức là 30 độ. 30 độ. 11B. Câu 12 trị đối Q BV sin alpha 12 cũng B tiếp. Chúng ta xử lý tiếp 13. Đây một dọc cái này đi. Mười ba, phương của lực Lorentz. Phương lực Lorentz thì sẽ vuông góc với mặt phẳng chứa B và V. 13 đáp án sẽ phải là C. Cũng dùng bàn tay trái nhá. Lực Lorentz cũng là bàn tay trái và bản chất của nó cũng là lực từ. Từ. Đúng nhỉ? Bàn tay trái. Đấy. Nếu như giả sử thì xét điện tích dương này. Đấy. Đây là chiều vận tốc. Đây là chiều của B. Đây là góc alpha. Thì khi đó bốn ngón tay sẽ là chiều của V, bốn ngón tay bàn tay trái nhé, cứ lực bàn tay trái bốn ngón tay, chúng ta phải úp bàn tay xuống để B xuyên lòng bàn tay chưa, và khi đó chúng ta nhận thấy ngón tay cái cắm hướng ra bên ngoài, vậy đó là chính là chiều của lực Lorentz, và F Lorentz thầy là dấu chấm, được chưa nhỉ? Đấy, dấu chấm. Còn nếu như quy âm thì F Lorentz sẽ ngược chiều với ngón tay cái. Đấy. Rồi, câu 14 lực Lorentz, vậy chúng ta chỉ việc thay thôi, công thức có rồi. Trị đối ở Q BV sin alpha. Trị đối ở Q electron đúng không? Electron điện tích của nó sẽ là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 nhân với là B là 0,2 nhân V là nhân 2 nhân 10 mũ 5 nhân 2 nhân 10 mũ 5. Được chưa? Nó vuông góc, vậy vuông góc tương sin chiếm độ 1. Nó là 6,4 nhân 10 mũ trừ 15 là D.
15. Từ thông phi bằng BS cos alpha. Đơn vị từ thông VB. Cái này rồi. Câu 17, chọn câu không đúng. 17. Không đúng. Chúng ta đọc cái này 17 là C. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn chống lại. Chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Được chưa? Chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Nếu như B, cái B ban đầu giảm, B ban đầu giảm thì là B ban đầu giảm thì B cảm sẽ cùng chiều B ban đầu. Nếu như B ban đầu đây là giảm, giảm cùng chiều, giảm giảm cùng ngược tăng, à, giảm cùng giảm thì cùng, còn tăng thì ngược. Đấy. C 18. Dòng điện cảm ứng, thời gian dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín. Chúng ta có là I, I cảm thì bằng E cảm chia R. E cảm thì bằng trừ delta phi trên delta T. Đấy. Muốn xuất hiện dòng điện cảm ứng thì có xuất hiện động cảm ứng, mà muốn có xuất hiện cảm ứng thì có sự biến thiên từ thông. 18 là A. Được chưa? 18 là A. Thôi, tiếp tục. Chúng ta vào câu tiếp theo, câu 19. Dòng điện cảm ứng có chiều, chọn câu không đúng. Sao ra 19? 19 các em thấy ở câu trên kia đấy, 19 thì A sai luôn, nó chỉ là chống lại thôi. Đối với chống lại có hai trường hợp. Nếu mà từ trường do nó sinh ra giảm thì cái B cảm sẽ là cùng chiều. Từ trường do nó sinh ra tăng thì B cảm sẽ là ngược chiều. 19 là A. 20. Một khung dây cứng đặt trong từ trường tăng dần đều như hình vẽ. Vậy dòng điện cảm ứng thế nào? Có từ tăng. Vậy B cảm phải ngược chiều. Có từ tăng. Vậy khi đó B cảm sẽ ngược chiều cái B này, B ban đầu. B cảm ngược chiều, vậy B cảm nó phải là dấu chấm. B cảm dấu chấm. Được chưa? B cảm dấu chấm. Và từ B cảm ra được chiều Y cảm theo quy tắc nắm bàn tay phải. Nắm bàn tay phải nhé. Áp dụng quy tắc là nắm bàn tay phải. Nắm bàn tay phải. Nắm bàn tay phải xuất hiện như thế nào? Thì ngón tay cái hướng vào bên trong, à hướng, sorry, ngón tay cái dấu chấm là đang đi ra ngoài. Ngón tay cái của các em, ngón tay cái, các em giơ bàn tay phải lên, ngón tay cái các em hướng ra ngoài, cái hướng ra ngoài, ra ngoài. Chiều khung của bốn ngón tay, chiều khung của bốn tay sẽ là chiều dòng điện cảm ứng. Và rõ ràng Y cảm nó như này, chiều dòng điện như này, được chưa? Đấy, vậy đáp án hình hình B đúng. Được chưa các em? B đúng nhé. Hình B thì đúng, được chưa các em? Câu 21. 21 của xuất hiện động cảm ứng có giá trị, giá trị thì có thể âm về dương, E cảm bằng trừ delta phi trên delta T. Ở đây nó là B thay đổi thì bằng trừ delta B trên delta T nhân N S cos alpha. Delta B là sau trừ trước, tức là 0,2 trừ 0,5. Nó sẽ là sau trừ trước, 0,2 trừ 0,5 trên khoảng thời gian là 0,1 nhân với N là 1 vòng, à 1.000 vòng, 1.000 vòng. Nhân với S là 2, 2 decimet em đổi ra thì sẽ là 2 nhân 10 mũ trừ 2. 2 decimet bình đổi ra mét bình, được chưa? Nhân với 1. Thì nó sẽ là mấy? Nó sẽ là 0,3 phần 0,1 nhân với 1.000 nhân với 2 nhân 10 mũ trừ 2. 60 V giá trị. Giá trị có thể âm về dương nhé, để giá trị. Delta thì là sau trừ trước, chú ý ở đây. Câu 22. Một khung dây phẳng hình vuông có cạnh là 0,01. Hình vuông được chưa? Có cạnh 0,01. Cảm ứng từ hợp với mặt phẳng có 30 độ. Cảm ứng từ hợp mặt phẳng, đây là pháp tuyến, đây là cảm ứng từ.
nó tạo mặt phẳng với góc này là góc 30 độ, nhưng mà thầy cần là cần góc 60, được chưa? Từ thông phi bằng n bs cos, thầy phải lấy là cos của 60. Đấy. Một không dây không nói gì, thế nên n bằng 1, b thế 11 trừ 2, s là a bình từ 0,01 bình, cos 60 thì bằng 1/2. Đây. Tức là thầy sẽ có 1/2 đây, nhân với là 0,01 bình nhân với là 11 trừ 2, 5 nhân 11 trừ 7, 5 nhân 11 trừ 7 đáp án là B, 22 là B. Chúng ta vào câu 23. Từ thông qua mạch kín biến thiên theo thời gian theo công thức này, từ 1 đến 3 giây xuất hiện động độ lớn bao nhiêu? Không phải độ lớn thôi đúng không? Vậy em có E thì bằng trừ delta phi trên delta t, em tính bình thường ra và tìm lấy trị đối của giá, em lấy trị đối của giá trị được. Thầy đang tính ở đây giá trị nhé. Đấy. Đấy. Và suy ra như sau. Suy ra thầy có delta phi thì bằng phi 2 trừ phi 1. Đấy. Được chưa nhỉ? Phi 2 trừ phi 1, tức là thầy sẽ bằng 0,06 là phi 2 này, nhân với 5 trừ 3t2 d phi 2 này, trừ phi 1 tức là trừ 0,06 nhân với là 5 trừ 3t1 d phi 1 này. Đấy. Và thầy nhóm 0,06 ra bên ngoài, 0,6 ra bên ngoài, bên trong lấy hai cái ngoặc trừ nhau thì nó sẽ mất con 5 đi, nó mất con 5 đi. Nó sẽ là trừ 3t2 trừ của trừ 3t1, được chưa các em? Đấy, trừ 3t2. Đấy. Trừ của trừ 3t1 thì sẽ là gì đây? Đây nó sẽ là trừ 3t2 này. Đấy. Trừ đấy, của trừ 3t1 thì sẽ là cộng cộng 3t1 như này. Được chưa? Và thầy sẽ viết ra nó sẽ là trừ 0,06. Thầy đẩy dấu trừ ra ngoài nhé. Đấy. Nhân 3 nhé. Nhân với t2 trừ t1. Được chưa? Đây chính là delta phi. Phi. Và thầy sẽ xét tỉ số. Cái này chia delta t. Đấy, cái này chia delta t. Các em hiểu bản chất delta t chính là t2 trừ t1. Vậy nó sẽ triệt tiêu này đi. Được chưa nhỉ? Và nó ra là mấy đây? Trừ 0,06 nhân 3. Trừ 0,06 nhân 3. Thì sẽ ra là trừ 0,18. Vậy cái này nó ra là trừ 0,18. Trừ 0,18 V. Thì đây là giá trị. Còn độ lớn, nó hỏi độ lớn thì em lấy trị đối của nó là A. Được. Hai tám có trắc nghiệm thôi, chúng ta rất là nhanh chóng xử lý xong 28 có trắc nghiệm. Câu 24, chọn câu sai. Xuất động tự cảm giá trị rất lớn khi nào? E tự cảm, e tự cảm. Đây giá trị nhé, bằng trừ L delta I trên delta T. Nó có giá trị rất lớn khi nào? Cường độ dòng điện biến thiên rất lớn, biến thiên lớn. Đấy. Chọn câu sai. Đây là chọn câu sai thì giá trị rất lớn là sai. Đấy, thầy chỉ cho chúng ta thế này, delta I bằng I2 trừ I1. Khi dòng điện có giá trị rất lớn chưa chắc biến thiên rất lớn. Ví dụ I2 là 2000 còn I1 là 1999 thì giá trị nó sẽ nhỏ thôi, hiệu nó nhỏ đúng không? Hiệu nhỏ. Đấy, tiếp tục. Nhưng mà nếu như I2 là 3, I2 là 13 đi, I1 là 1 đi, rõ ràng hiệu của thằng này sẽ lớn hơn. Đó, đấy. Delta I rất lớn chưa chắc I đã lớn. Đấy. Nghĩa là delta I là độ chênh lệch. Độ chênh lệch. Chỉ cần hai cái I này cách nhau đủ lớn là ok. Còn không cần I lớn, không cần I lớn. Đấy. Delta I lớn chưa chắc I đã lớn. Vậy chẳng có sai. 24 là A. 25, cái này bị lộ đáp án rồi. 26, tự cảm Henry. 27, công thức kia. Giảm từ 2 về 1, giảm từ 2 về 1. Vậy delta y chính là gì đây? 1 trừ 2 sau trừ trước. Cái đầu trước. Cái này là 40, cái này 40, được chưa? Khoảng thời gian là 0,01. Khoảng thời gian 0,01. 40 như 0,01 thì sẽ ra bao nhiêu? Nhân 0,01 0,4, đó là 0,4 Henry, 0,4 Henry,
Đấy, không phải 4 Henry. Được chưa? Đáp án là C. 28. E tự cảm. Chúng ta dùng thức kia thôi. E tự cảm, thì bằng là trừ L delta Y trên delta T. Delta Y là sau trừ trước trên khoảng thời gian là 0,1. E tự cảm 128. Vậy thì có 128 nhân với 0,1 cho 1 chia cho 32, 0,4. 8 là B. Rồi chúng ta sang những câu tự luận. Câu 1, tính độ lớn lực Lorentzer. Nên chúng ta sẽ áp dụng F Lorentzer bằng trị đối ở Q nhân V nhân B nhân sin alpha alpha, và bằng đây là x tác động mà đúng không, bằng trị đối của trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 nhân V là nhân 10 mũ 6 nhân B là nhân 0,5. Đấy, đề bài cho vuông góc đúng không, vuông góc tức là sin của bao nhiêu, sin là 90 độ. Được chưa? Thì sẽ là mấy? 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 nhân với 10 mũ 6 nhân với 0,5. 8 nhân 10 mũ trừ 14 sẽ là 8 nhân 10 mũ trừ 14 đơn vị Newton. Vậy câu 1 xong. Câu số 2. Một cuộn dây tròn rồi như này, nó cho là mặt phẳng, chúng ta vẽ hình mặt phẳng cuộn dây hợp với cảm ứng từ một góc 30 độ. Mặt phẳng cuộn dây hợp với cảm ứng từ góc 30 độ dN. Đấy, đây là B. Mặt phẳng cuộn dây hợp với cảm ứng từ góc 30 độ, đây là 30 độ và đây là góc 60. Chưa? Từ thông với chúng ta phần 1 phi bằng N BS cos alpha. Thay số N là 100. B 0,4 S ở đây là hình tròn mà pi đây bình trên 4 thì là pi nhân với là 0,05 ở bình chia 4 và nhân với là cos 60 độ, cos 60. Cos 60 độ. Đấy. Cái chuyển máy tính hệ độ nhé. 2 1. Ta nhập như sau, 100 nhân với là 0,4 nhân với pi phần 4 pi phần 4 nhân với là 0,05 bình. 100 nhân 0,4 nhân pi phần 4 nhân 0,05 bình nhân với cos 60 độ, cos 60 pi phần 80. Vậy đơn vị đáp số là pi phần 80 VB, được chưa nhỉ? Suy ra pi phần 80 VB chúng ta để nguyên này. Phần B, xác định suất điện động cảm ứng, cách hỏi như phần B nó hỏi giá trị có thể âm của dương. E bằng trừ delta phi trên delta t. Ở đây nó là B thay đổi cảm ứng từ giảm về 0, vậy sẽ là trừ delta B trên delta t nhân N S cos alpha. Giảm về 0 nhé, các em bắt đầu thay số, các em thay cẩn thận này. Dấu trừ bên ngoài không hiểu gì đúng không? Sau trừ trước, tức là giảm về 0, vậy sau phải là 0, trước là 0,4 trên delta t. Delta t ở đây là 0,02 nhân n 100 vòng nhân s là pi 0,05 bình trên 4. Được chưa? Nhân cos alpha tức là cos của 60 độ, cos 60 độ. Đấy, đây là e. Thì sẽ là mấy đây? Thì sẽ là trừ với trừ này hết này. Sẽ 0,4 phần 0,02 nhân với là 100 nhân với là ship pi phần 4 nhân với là 0,05 bình
0,4 trên 0,02, dốt trừ đây khử hết rồi nhé. Nhân 100 nhân pi phần 4 nhân 0,05 bình nhân với cos của 60 độ, cos 60 5 pi trên 8. Vậy E, đây E cảm ứng, E cảm bằng 5 pi trên 8 V. Đấy. Phần C, nhiệt lượng. Phần C, nhiệt lượng thì thầy sẽ có Y cảm bằng E cảm chia R. Các em không chỉ đối nhá, chia R. Đấy, R, điện trở của mỗi mét là 0,5 ohm, đúng không? Vậy bây giờ vấn đề R là bao nhiêu? R là bao nhiêu? Thì các em sẽ tính như sau. R thì bằng chiều dài của dây hình thành nên, chiều dài của dây hình thành nên cái vòng tròn đó nhân với là 0,5, được chưa? Mặt khác, chiều dài dây hình thành nên đó thì sẽ là 100 vòng nhân với chu vi của một vòng, tức là pi d, tức là pi 0,05, được chưa? Và nhân tiếp 0,5 là điện trở 1 mét, thì ra được điện trở sẽ ra bằng bao nhiêu? Chiều dài của dây thì chính bằng số vòng nhân chu vi của một vòng, chu vi một vòng là pi nhân 0,05, và được bao nhiêu nhân với điện trở 1 mét? Điện trở 1 mét 5 pi trên 2, điện trở 5 pi trên 2 ohm. Các em đừng phá cái ohm, đừng phá cái pi ra, các em để nguyên này. Đấy. Và em sẽ được Y cảm, Y cảm thì bằng E cảm 5 pi trên 8 mà chia cho 5 pi trên 2, tức là sẽ nhân nghịch đảo, nhân nghịch đảo 2 trên 5 pi sẽ là 2/8. 2/8 tức là 1/4, 1/4 là 0,25 ampere. Và cuối cùng nhiệt lượng tỏa ra, nhiệt lượng tỏa ra thì các em phải nói là áp dụng định luật Joule-Lenz, ta có áp dụng định luật Joule-Lenz là Q bằng Y cảm bình phương RT, đấy, tức là 0,25 bình phương nhân với R 5 pi trên 2 nhân T, được chưa? Nhiệt lượng tỏa ra, cái thời gian là bao nhiêu các em? Thời gian chúng ta sẽ lấy 0,02 giây, thời gian là 0,02 bằng 0,25 bình nhân với là 5 pi phần 2 nhân với 0,02, 9,817 nhân 11-3, 9,817 nhân 11-3 đơn vị là joule. Chưa? Vậy câu 2 đã xử lý xong. Chúng ta vào câu số 3. Cũng là câu cuối. Một dòng điện có cường độ là 1 ampere đặt như này. Phần A tính độ lớn vector cảm ứng từ độ lớn thôi, chỉ phải độ lớn thôi. Dòng điện I1 gây tại B, biết AB bằng 5 và vẽ hình biểu diễn. Ok. Đấy. Bây giờ chúng ta hình dung thế này này. Vẽ hình biểu diễn đúng không? Đầu tiên thầy vẽ hình biểu diễn trước nhá. Thầy áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải phần A. Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải. Nắm bàn tay phải. Đấy. Thì ta sẽ suy được B cảm từ đấy. Thì ta đầu tiên ở trong vở thì các em trình bày như thế đúng không, nhưng mà thực tế thì em áp dụng thế nào? Thì em áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải này, thì em tưởng tượng thế này nhé. Đường sức từ của những dòng điện thẳng là đường tròn đúng không? Thì em nhớ là xung quanh dòng điện một thì nó sẽ có một cái đường tròn trong cái tròn đường sức từ tròn. Có thể chỉ vẽ một cái cung nhé, vẽ một cung đại diện, hiểu nhỉ? Vẽ một cái cung đại diện này để thầy vẽ này. Thử vẽ cái vòng này xem được không? Đây em tưởng tượng là đấy, đánh nhẹ I1 rồi vào tâm thôi, đánh nhẹ I1 vào tâm, cái hiểu bản chất đấy. Đấy, thì đường sức từ của dòng điện thẳng là đường tròn, tâm tại chính dòng điện, được chưa? Tâm tại chính dòng điện là một. Thứ hai nữa là chiều theo quy tắc nắm bàn tay phải. Đấy, bốn ngón tay chiều khung bốn tay là chiều đường sức từ. Còn chiều ngón tay cái là chiều dòng điện rho x chứ đang đi vào. Dòng điện này rho x đang đi vào, vậy suy ra chiều đường sức từ nó là chiều gì đây? Nó là cùng chiều kim đồng hồ. Đấy. Bốn ngón tay, chiều khung bốn tay là chiều đường sức từ. Còn chiều ngón tay cái là chiều của dòng điện. Bốn ngón tay sẽ uốn theo chiều kim đồng hồ. Được chưa? Đấy. Còn cảm ứng từ thì là tiếp tuyến với đường sức từ. Đấy.
Cảm ứng từ là tiếp tuyến đường sóng từ. Vậy cảm ứng từ đây các em. Cảm ứng từ đây. Có thấy bị cắt nhá, bị cắt. Đây thì có vẽ nữa. Nó tiếp tuyến thôi, tiếp tuyến vuông bán kính. Thì vẽ đường nó hơi bị lệch, nó không được lý tưởng lắm. Vẽ chuẩn thì cái Y1 phải tại tâm, được chưa nhỉ? Vẽ chuẩn Y1 tại tâm. Đây là B. Đấy thì các em phải nói này. Các em phải nói áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải và các em dựng hình như hình vẽ, được chưa? Đấy, tính độ lớn đúng không? Còn độ lớn nữa mà. Độ lớn thì thầy có B bằng 2 nhân 11 trừ 7 giao diện thẳng dài mà nhân y trên r, và sẽ là 2 nhân 11 trừ 7 nhân y là nhân 6 trên r, là r chính là AB các em, r lúc này là đồng đóng tròn là AB đấy, đấy chứ nó không phải 0,5, thì sẽ là 2 nhân 11 trừ 7 nhân với 6 trên 0,05, nó sẽ là 2,4 nhân 11 trừ 5 tesla, 2,4 nhân 11 trừ 5 tesla. Rồi câu B, cho dòng điện I2 chạy qua dây dẫn thứ hai qua B cũng thẳng dài vô hạn và cùng chiều với I1, xác định vectơ cảm ứng từ tổng hợp do hệ hai dòng điện gây tại điểm H, biết rằng BH 15 H bằng 10, BH 15 AH bằng 10, BH thì 15 AH bằng 10, đây là vấn đề sẽ nằm ở đâu mà AB lại bằng 5, AB bằng 5, BH 15, BH 15 này, BH 15 là phần B nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái vị trí của nó được không nhỉ? Vị trí nó, đấy. Thầy sẽ xóa cái phần này đi. À, thôi cứ để nguyên đấy. Thì vị trí MH ở đâu? BH 15, AH bằng 10, AB bằng 5. Vậy điểm H nằm ở đây. Thực sự các em, điểm H nằm ở đây. Đấy. Điểm H đó sẽ là đây, điểm H thầy sẽ kéo dài ra. Tất nhiên khi vẽ hình của kem thì đây, điểm H nó sẽ nằm ở trên đây, nó nằm tít đây giữa kem. Đấy, điểm H sẽ nằm ngoài đoạn AB và nằm bên phía A điểm H đây. Đấy, và tại điểm H này đúng không? Tại điểm H này có dòng điện cùng chiều I2 cùng chiều I1, I2 đây, I2 cùng chiều I1. À, I2 là tại B mà, sorry, I2 là tại B, I2 là tại B. Nó yêu cầu được xác định là cảm ứng từ tại điểm H. Cảm ứng từ tại điểm H. Được chưa? Đấy, I2 là tại B. I2 cũng cùng chiều nhá, chúng ta nhìn đi, đề bài cho cùng chiều, cùng chiều. Cùng chiều. Thì các em tưởng tượng thế này này, bây giờ các em muốn vẽ được chuẩn cảm ứng từ thì các em phải vẽ được đường sức từ, đúng không? Muốn vẽ chuẩn cảm ứng từ thì vẽ được đường sức từ. Thì đường sức từ của dòng điện thẳng dài là những đường tròn. Đấy, và tâm nằm tại chính dây dẫn. Đấy, chúng ta phải nhớ cái lý thuyết này như thế. Thế nhỉ? Phải nhớ lý thuyết này như thế. Giờ thầy vẽ nhá. Bây giờ thầy vẽ này, ta hình dung thế này này. Đấy. Đấy. Đường sức từ của hai dòng điện nó đều là đường tròn như này. Đều là đường tròn này, được chưa? Đây thì vẽ gọi là đại diện thôi. Thực chất là đi thi thì các em, nếu mà một là các em sẽ vẽ đường tròn này, hai là các em không vẽ đường tròn này. Đấy, một là vẽ, hai không vẽ đường tròn này, được chưa? Nhưng mà nếu vẽ đường tròn thì các em cố gắng làm sao các em vẽ y một phải ở nghĩa đường sức từ, đường sức từ của dòng điện một. Khi mà các em xác định, các em phải nhớ là đường tròn này là đường sức từ. Đấy, khi em vẽ đường tròn, giả sử thầy vẽ đường tròn màu xanh này là đường sức từ của dòng điện, là đường sức từ của dòng điện một, thì dòng điện một nó phải nằm ở ngay tâm của cái đường sức từ này. Nếu mà thầy quay cái đường màu xanh này là đường sức từ của dòng điện hai, thì dòng điện hai nó phải nằm ở tâm cái đường tròn màu xanh này, được chưa? Đấy, như này, và nó đều phải đi qua y cả, hiểu mình nhé, đều đi qua y cả. Đấy, thì chúng ta áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải thì các em sẽ ra được chiều đường sức từ thôi. Cả hai dòng điện này thì nó đang đều là cùng chiều nhau và nó đi vào bên trong tờ giấy, nó
nó đều cho được số từ là chiều gì, ngược chiều kim đồng hồ, được chưa các em? Đấy. Cả hai dòng điện I1, I2 thì đều có là chiều đường số từ là ngược chiều kim đồng hồ, tức là hướng lên, hướng lên. Đấy. Hướng lên. Đấy, và cảm ứng từ, và cảm ứng từ thì sẽ tiếp tuyến với gì đây, cảm ứng từ thì nó sẽ tiếp tuyến với đường sức từ, nhớ thầy thế, cảm ứng từ sẽ tiếp tuyến đường sức từ. Đấy, đây cảm ứng từ B1 hướng lên và B2 cũng hướng lên theo. Đấy, B2 hướng lên, B2 tập đây, đây vẽ B1 B2 đây. Đấy. Đây, đây thầy quay, đây là B1 này, đây B2 này. Khi đi thi các em không cần vẽ vòng tròn này, các em chuyển vẽ hai cái này được rồi. Đấy. Thì các em sẽ nói là áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải, áp dụng đấy, quy tắc nắm bàn tay phải thì các em suy ra được B1 B2 như hình vẽ, như hình vẽ. Chưa? Đấy thì các em sẽ có là các em nhận thấy là B tại H thì sẽ bằng B1 cộng B2, mặt khác B1 thì lại cùng chiều B2, cùng chiều B2 thì rõ ràng thì các em suy được độ lớn là B tại H thì bằng B1 cộng B2, được chưa? Và người ta đang bắt là gì đây, xác định vector cảm ứng từ tổng hợp. Vector là cả về phương chiều độ lớn, vậy chúng ta đã xác định được phương chiều rồi, điểm đặt rồi đúng không, còn độ lớn thôi, độ lớn đây. Đấy. B1 thì sẽ là 2 nhân 11 trừ 7 nhân I1 trên R1 cộng với 2 nhân 11 trừ 7 nhân I2 trên R2, và công thức rồi hạng thay số. Đấy, các em chú ý tại công thức hạng thay số thì bắt đầu chúng ta sẽ có là gì đây, sẽ là 2 nhân 11 trừ 7 này, I1 nó cho là mấy, I1 là 6 trên R1, R1 là khoảng cách từ dòng điện 1 tới H, R1 chính bằng AH là 0,1 cộng 2 nhân 11 trừ 7 nhân I2 là 9 trên R2 là BH thì là 0,15. Chưa? Thì sẽ thầy sẽ nhóm ra, thầy sẽ nhóm là 2 nhân 11 trừ 7 ra bên ngoài. Đấy. Và nhân này thì bên trong sẽ là gì đây? 6 phần 0,1 cộng với là 9 phần 0,15. Nó sẽ ra này, nó sẽ ra là 2,4 nhân 11 trừ 5. 2,4 nhân 11 trừ 5. Tesla. Rồi. Phần C, tìm những vị trí mà cảm ứng từ tổng hợp tại đó triệt tiêu, tức là bằng 0. Phần C. C. Và tốt hơn hết thì phần C này thì thầy sẽ vẽ lại hình. Được chưa nhỉ? Phần C vẽ lại hình. Thì chúng ta nhớ là cái vị trí mà để cho cảm ứng từ nó triệt tiêu nhau đấy thì nó chỉ có thể là nó chỉ có ba khoảng thôi, hoặc là nằm giữa AB, hai là nằm bên trái A và ba là bên phải phải B, nó chỉ có ba khoảng thế thôi, đúng chưa? Đấy, thì tóm lại nó sẽ nằm trên đường thẳng đi qua AB. Đấy, thì bây giờ em sẽ áp dụng quy tắc nắm tay phải nhé, nắm tay phải em sẽ biểu diễn được từng cái cảm ứng từ một. Đấy, em dựa vào câu A câu B thôi. Các em tưởng tượng là đường sức từ của từng thằng một đây, đây này. Bây giờ thầy vẽ vòng tròn ra để các em hình dung. Đấy. Đây. Đường sức từ của dòng điện 1 đây, đường sức từ dòng điện 2 đây. Thầy vẽ này, những cung này ra. Được chưa nhỉ? Đấy. Và chiều của nó đâu? Chiều của nó là theo quy tắc nắm bàn tay phải. Nắm bàn tay phải đây. Chiều nó theo quy tắc nắm bàn tay phải. Các em nhớ là các em vẽ ra cho hai đường tròn này nó tiếp xúc với nhau nhé, chứ đừng cắt nhau. Hiểu không nhỉ? Các em có thể vẽ bài thi. Và nhớ là dòng điện nó sẽ, nghĩa là ở mỗi vòng tròn này thì dòng điện nó sẽ nằm ở chính giữa vòng tròn, tức là nằm trùng với tâm luôn ấy. Các em nhớ thế. Đấy. Thì áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải thì sẽ được cái này, chiều đây ngược chiều kim đồng hồ hết, đúng không? Đấy. Thì thầy sẽ biểu diễn như sau. Thầy sẽ biểu diễn được là B1 B2. Ở cái vùng này thì B1 B2 cùng chiều luôn rồi. Đúng không? Không là triệt tiêu được. Tiếp tục ở chỗ này sao? Ở chỗ này thì B2 đi xuống. B2 xuống ạ. Hình như từ từ, sorry.
cái chỗ này này, vòng này B1 đi xuống này, B1 đi xuống, được chưa? Còn B2 lên đây, cái vùng này triệt tiêu rồi, vùng này triệt tiêu. B2 lên đây. Đấy. Còn cái vùng này cả hai đều xuống cả. Đúng chưa các em? Nhìn nội thấy có phải vùng này cả hai đều xuống không? Mình kỹ hai xuống cả. Vùng này thì cả hai thằng ấy lên cả. Lên cả. Đấy. Bây giờ thì đây gọi đây là đi xuống là B1, cái thằng đi xuống là B1 này. Các em tinh ý vào. B1 nó tiếp tuyến đường sức từ chính nó, B2 tiếp tuyến đường sức từ chính nó. Vậy là áp dụng quy tắc thì viết tắt nhé, nắm bàn tay phải thì thầy suy ra là BM bằng B1 cộng B2 bằng vector 0 khi và chỉ khi M nằm trong đoạn AB, trong đoạn từ giữa đấy, trong đoạn AB, được chưa kép, trong đoạn AB đấy, AB. Thì giả sử điểm M nằm đây nhá, điểm M nằm chỗ này, đây là x, được chưa, đây là x, và đây cái đoạn này là bao nhiêu, cái đoạn này nó nằm ở đây, AB nó cho là 0,05, vậy nó sẽ phải 0,05 trừ x, 0,05 trừ x. Và thầy sẽ suy được là B1 bằng B2, được chưa? Để bằng không à, từ 1 này suy ra được B1 bằng B2 và tương đương thầy sẽ triệt tiêu đi nha, sẽ còn y1 trên x sẽ bằng y2 trên 0,05 trừ x. Trừ x. Ok chưa? Đấy. Và tương đương y1 là 6, y2 là 9, 6 trên x, 6 trên x bằng 9 trên 0,05 trừ x, 0,05 trừ x, 6 phần alpha, 6 phần alpha x, alpha bằng 9 phần 0,05 trừ đi alpha x, xíp xôn 0,02 x bằng 0,02, tức là x bằng 2 cm, tức là chúng ta hiểu điểm M sẽ cách, chúng ta suy ra luôn này, đây chính là MA, điểm M cách trong điểm 1 2 cm. Nhưng mà đề bài hỏi quỹ tích đúng không ạ các em, quỹ tích là tập hợp nhiều điểm có cùng một tính chất của quỹ tích đấy, vậy là quỹ tích cái này sẽ làm trên đường thẳng song song y1 y2 đấy. Quỹ tích cái mày nói là đường quỹ tích của M đúng không, quỹ tích bây giờ muốn cho cảm ứng từ tại M không này chỉ cần nó cách hai dòng điện là gì đây, cách hai dòng điện là cái dòng điện 1 là 2 cm và cái dòng điện 2 là 3 cm, nó xong thôi, nó tự nhiên cảm ứng từ bằng không thôi. Nhưng mà chúng ta nhớ là đây hai dòng điện thẳng và dài vô hạn, vậy chỉ cần điểm M chạy trên cái đường thẳng nó song song với cả hai dòng điện này, điểm M nó chạy trên cái đường thẳng song song với cả hai dòng điện này và bảo được đảm bảo cái khoảng cách là điểm M tới dòng điện 1 là 2 cm và điểm M tới dòng điện 2 là 3 cm, thì khi đó luôn luôn cảm ứng từ tại M sẽ bằng không, đúng không? Vậy quỹ tích của M là đường đường thẳng song song với y1 và song song với y2 sao cho khoảng cách từ M tới Y1 bằng 2 cm, từ M tới Y3 bằng 2 3 cm, trình bày này đây, được chưa? Rồi, và kem lớp 11 chú ý là kem đoán chờ những video cả lý cả toán của ôn thi giữa kỳ 2 sắp tới, và song hành với nó thì thầy các em lớp 11 thì chuẩn bị lớp 12 và thầy cũng đang tiếp tục làm cái video dành cho học sinh lớp 12 sắp tới ôn thi các kỳ thi tốt nghiệp đánh giá năng lực ôn thi đại học. Chúc em học tốt, chào các em.